Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mới đây, đội tuyển võ ủ su thể thao thành tích cao Hưng Yên đã tham gia thi đấu giải vô địch ủ su các đội mạnh quốc gia năm 2022 tổ chức tại thành phố Hải Phòng với sự tham gia của 31 đoàn thuộc các tỉnh, thành, ngành trong toàn quốc. Đoàn Hưng Yên tham dự có 5 vận động viên. Kết thúc giải đấu, đoàn Hưng Yên đã giành được 1 huy chương vàng và 1 huy chương đồng. Huy chương vàng thuộc về vận động viên Phạm Thị Nhung ở nội dung thi đấu tán thủ 70kg nữ. Huy chương đồng thuộc về vận động viên Nguyễn Thị Phương Lan ở nội dung 65kg nữ. Gần 10.000 học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện Phù Cừ đã quay trở lại trường học trực tiếp. Cùng với môn văn hóa thì giáo dục thể chất đã được nhà trường khởi động trở lại sau một thời gian dài học sinh phải học online. Đối với học sinh tiểu học, các em được thầy cô hướng dẫn trực tiếp một số bài tập cơ bản như bài tập hít thở, tăng cường vận động các khớp. Còn đối với học sinh trung học cơ sở được cùng nhau làm quen với các bộ môn như đá cầu, cầu lông. Việc trở lại trường và cùng nhau rèn luyện sức khỏe không chỉ giúp học sinh tăng cường sức đề kháng chống lại dịch bệnh mà còn tạo hứng khởi trong học tập cho các em. Với mong muốn người dân địa phương có nơi tập bóng bàn thuận lợi, qua đó rèn luyện sức khỏe, vừa qua các thành viên trong câu lạc bộ bóng bàn xã Phùng Hưng, huyện Khói Châu đã tự nguyện quyên góp xã hội hóa gần 100 triệu đồng để làm một nhà tập bóng bàn khang trang, đồng thời mua sắm mới 2 bàn bóng bàn, trang bị hệ thống chiếu sáng, ghế nghỉ. Bên cạnh là nơi tập luyện hàng ngày của câu lạc bộ, nhà tập còn tạo điều kiện cho người dân chơi miễn phí để nhân rộng phong trào chơi bóng bàn. Với nòng cốt là câu lạc bộ bóng bàn của xã, đến nay đã có hơn 50 người trong xã Phùng Hưng tập luyện bóng bàn thường xuyên. Được thành lập từ năm 2016, đến nay câu lạc bộ bóng chuyền xã Hồng Vân, huyện Ân Thi đã thu hút khoảng 100 thành viên tham gia, trong đó chủ yếu là những hội viên người cao tuổi. Và để duy trì tập luyện thời đại dịch, các thành viên trong câu lạc bộ luôn tuân thủ các quy định phòng chống dịch như đeo khẩu trang, không tập trung quá đông người, luyện tập thể thao thường xuyên mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhất là đối với những người cao tuổi, góp phần giúp tinh thần thoải mái, tăng sức đề kháng chống lại bệnh tật. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Long Hưng luôn là một trong những xã tiêu biểu về các hoạt động thể dục thể thao quần chúng của huyện Văn Giang. Với sự quan tâm, đầu tư về sân bãi tập luyện của địa phương nên số người tham gia tập luyện ngày càng tăng cao. Cứ vào cuối giờ chiều mỗi ngày, người dân trên địa bàn xã Long Hưng lại tập trung tại sân nhà văn hóa các thôn để tham gia tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện và nâng cao sức khỏe. Với đa dạng các môn thể thao như bóng chuyền hơi, bóng đá, bóng bàn, cầu lông đã thu hút được đông đảo người dân ở mọi lứa tuổi tham gia tập luyện. Xã Long Hưng có 7 thôn thì có tới 5 sân bóng chuyền hơi, 1 câu lạc bộ bóng bàn và 5 sân bóng đá, trong đó có 2 sân cỏ nhân tạo. Ra thể dục thể thao thì nó cũng rèn luyện sức khỏe và sức khỏe nó tăng cường nên nó nhất là tốt cho sức khỏe. Cả một ngày làm mệt đi ra thể dục thể thao vui vẻ trong thôn này cái là cảm tưởng là nó nhất là hưng phấn và khỏe. Để đáp ứng nhu cầu tập luyện thể thao của người dân, xã Long Hưng cũng đã đầu tư xây dựng một khu sân vận động có diện tích trên 3.500 m² với vốn đầu tư trên 4 tỷ đồng, bao gồm một sân cỏ nhân tạo, một bể bơi và khu đặt các máy tập ngoài trời để người dân tham gia tập luyện hàng ngày. Bên cạnh đó, địa phương còn kêu gọi xã hội hóa xây dựng được một nhà thi đấu cầu lông rộng 200 m² với kinh phí xã hội hóa trên 400 triệu đồng tại thôn Như Lân. Trong thời gian vừa qua thì cấp ủy chính quyền địa phương đã quan tâm chỉ đạo lãnh đạo công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe. Coi sự phát triển thể dục thể thao là một phương thức hữu hiệu để nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống của nhân dân. Ngoài những môn thể thao nói trên, Long Hưng còn thành lập được nhiều câu lạc bộ như câu lạc bộ Zumba, Yoga, thu hút được đông đảo trẻ em phụ nữ tham gia tập luyện. Thời gian vừa qua, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên không thể tập luyện cùng nhau, tuy nhiên mọi người vẫn duy trì việc tập luyện tại nhà. Tôi thì rất là đam mê thể thao từ ngày trẻ đến giờ. Cái môn thể thao tôi yêu thích là yoga và zumba. Cái việc rèn luyện thể thao đối với tôi là nhu cầu rất cần thiết tại vì tôi là cũng là hay bị bệnh xương là gần như là tôi phải tập thường xuyên hàng ngày. Nhờ phát triển phong trào thể dục thể thao, đến nay toàn xã đã có khoảng trên 50% người dân tham gia tập luyện thường xuyên. Nhiều gia đình có 2-3 thế hệ cùng nhau tập luyện. Hoạt động thể dục thể thao ở địa phương ngày càng phát triển và đã trở thành nhu cầu, là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân Long Hưng. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao tuần này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.